Vâng. Vâng, đâu rồi? À, bên kia, kêu qua bên kia gỡ mặt nạ cho anh Linh đi. Không, nhờ anh Linh xuống dưới á. Sửa giùm cái wifi em chị vậy. Vâng ơi. Dạ. Em qua em gỡ mặt nạ cho bạn Linh á. Mà em nhờ Linh xuống dưới sửa giùm cái wifi cho chị Thủy. Lúc nãy đi xong rồi thì kêu bạn thiếu thuốc gì lấy thuốc cho bạn. Dạ, sao lại đây nghe ạ?
cuối còn lên đâu nhé. Dạ chắc cỡ chiều trễ xíu cũng 4-5 giờ đi chị. 4-5 giờ thì mới ăn. Dạ. Dạ rồi. Chị tên gì chị ha? Mặt Hoàng ăn một ẩn không à? Em sẽ phụ trang nhiều chứ. Có lấy lên một ống nữa. Bận hôm bữa 50 rồi chứ. Ừ. Thank you.